với thỏ kìa. Anh Minh ơi, Phi bỏ anh đi rồi. Sao cô lại thăng ngồi chơi với thỏ kìa? Anh Minh kìa, nhìn nó hướng mình kìa. Anh Minh ơi, cô bỏ anh Minh rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, gì vậy? Người ta bỏ anh đi rồi. Ôi, có tình mới rồi. Ôi, anh Minh ơi. Bay nuôi kìa.